thân yêu, mình đến với kênh YouTube Nhà Đất Nguyễn Đoàn. Hôm nay một căn biệt thự vô cùng bề thế và rẻ nhất khu vực phường 13 của quận Bình Thạnh. Cả nhà hãy cùng em Huyền khám phá xem có phải điều đó là điều mà em Huyền nói không ạ? Đúng, em xin nhấn mạnh là rẻ nhất nhá. Mình hãy khám phá khu vực cũng như là con đường dẫn vào nhà mình. Mình nằm trên một khu vực, đây là khu toàn là những căn biệt thự VIP thôi, khu vực biệt thự VIP Đặng Thùy Trâm. Từ đây mình di chuyển ra cầu Bình Lợi chỉ có hơn 1 cây, mà muốn di chuyển ra bến xe Miền Đông 2,5 cây và về sân bay chỉ có 4 cây. Vị trí giao thông đi lại rất là thuận tiện ha. Siêu thị, trường học cũng sát bên rồi. Một khu vực phải nói là VIP vô cùng luôn, toàn những căn biệt thự to và bề thế luôn. Sát bên công viên Đặng Thùy Trâm và phía trước mình cũng có một khu vực công viên, mình có thể vui chơi giải trí vào những buổi sáng hoặc là buổi chiều, tập thể dục trên không gian này. Và sát bên khu vực sông Vàm Thuật này ha, vị trí cũng như là giao thông vô cùng thông thoáng luôn. Ở những vị trí này tuổi thọ của mình sẽ được nâng tầm lên rất là nhiều. Không gian toàn là những căn biệt thự đó, cả nhà có thể nhìn thấy không ạ? Khu vực Đặng Thùy Trâm mình nhắc tới là khu biệt thự VIP Đặng Thùy Trâm là cả nhà đã biết rồi. Không gian vị trí của những khu vực này giá thành rất là cao, nhưng đặc biệt hôm nay một điều, căn biệt thự này vô cùng rẻ và bề thế hoành tráng trên một khuôn viên đất đẹp vô cùng luôn. Lối dẫn vào nhà mình con đường rất là rộng và thoải mái hoa. Hai bên là những căn biệt thự này, cả nhà có thể là ngắm nhìn toàn những căn biệt thự to và bề thế, một khu dân trí cao, VIP cực kỳ luôn. Mức giá thì phải nói em xin nhấn mạnh là mức giá vô cùng rẻ luôn. Khách đừng bỏ lỡ cơ hội để mình sở hữu không gian căn biệt thự này nha. Wow, và mình đã tới vị trí không gian của căn biệt thự nhà mình. Vô cùng bề thế và hoành tráng trên một khuôn viên đất ngang tới 16 và chiều sâu là 16 vuông vức, được công nhận 240m và có hướng Tây Bắc. Cả nhà có thể cảm nhận được cái vị trí, chứ không gian cũng như là độ hoành tráng chắc chắn của căn biệt thự ngày hôm nay mà em Huyền giới thiệu cho cả nhà mình. Đã tới vị trí của nhà mình rồi ạ. Cả nhà hãy dùng 30 giây để mình cảm nhận cho không gian phía trước của căn biệt thự ngày hôm nay mà em Huyền giới thiệu này. Với hướng Tây Bắc và một mức giá phải nói là rẻ nhất khu vực luôn, rẻ cả nhà sẽ không tìm đâu ra được căn thứ hai đâu ạ. 29.500.000 vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho không gian của căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng, nằm trên một khuôn viên đất phải nói ngang tới 16m. Không thể nào tìm được một căn biệt thự nào mà có vị trí đẹp mà đắc địa như vậy. Bề dài lên tới 16, chiều sâu 16, một trệt và 3 tầng lầu, có tất cả là tới 9 phòng. Không gian cũng như là vẻ đẹp vô cùng bề thế hoành tráng này. Bộ cửa mình cũng được điều khiển bằng smartphone, mở cửa từ xa này. Không gian phía bên ngoài của nhà mình này, đó, cả nhà có thể cảm nhận được vẻ đẹp phía bên ngoài này. Một vẻ đẹp được thiết kế theo một lối thiết kế sang trọng và hiện đại. Không gian phía bên ngoài, bên ngoài này mình có khu vực vỉa hè rất là rộng ha. Mình lối đi vào bên trong của nhà mình này, không gian những được bên trên đều được gia chủ mình thiết kế bảo vệ cho căn biệt thự mình thêm an toàn và chắc chắn. Cả nhà theo chân em Huyền vào bên trong để mình khám phá không gian của căn biệt thự bề thế này ha. Lối đi vào là bộ cửa của nhà mình đã thấy hoành tráng và xịn sò rồi, được mở bằng vân tay cũng như là điều khiển bằng smartphone từ xa ha. Không gian bên trong của căn biệt thự vô cùng bề thế hoành tráng, một trệt và 3 tầng lầu. Vâng, cả nhà có biết gì bên dưới chân em Huyền này? Cả nhà có thể thấy là một hệ thống hồ cá koi được gia chủ bỏ ra tới hơn 2 tỷ để sử dụng, để thiết kế lên không gian của hồ cá koi này ha. Mình cùng em Huyền ngắm nhìn tổng thể không gian căn biệt thự, thiên nhiên hòa quyện với con người, cũng như là bên dưới có nước, có hồ cá, có khu vực hòn non bộ này, được bố trí rất là hài hòa và hợp lý. Gia chủ nhà mình muốn di chuyển thay đổi chỗ ở mới nên là bán đi căn biệt thự này. Không gian bên đây đó, cả nhà có thể thấy là em Huyền di chuyển trên không gian này rất là thoải mái ha. Không gian rất là rộng, ngang 16, chiều dài lên tới 16m, được công nhận 240m thổ cư, một trệt và 3 tầng lầu, có tất cả là tới 9 phòng. Trên không gian biệt thự của căn biệt thự này thì gia chủ đang cho các bạn sinh viên thuê, nên là không gian phía sau này cũng có khu vực sinh hoạt chung này. Khu ở đây là có xây dựng thêm 2 toilet riêng, riêng biệt ở ngoài luôn. Liên thông của căn biệt thự là xoay vẫn còn chừa ra nên là tạo cho sự thông thoáng,
cho căn biệt thự của nhà mình, những hệ cột, hệ đèn này bên trên đều được răng lưới bảo vệ hết rồi ha, rất là an toàn và chắc chắn. Lối bên đây thì mình có thể dành cho xe hơi cũng như là xe gắn máy di chuyển vào trên không gian này. Tổng thể từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong của một căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng. Không gian phía bên đây là mái hiên phía trước này ha, di chuyển vào những cổng chính. Và đặc biệt là ở bên dưới là mình cũng đang cho các bạn sinh viên thuê rồi, nên là mình coi vị trí tổng thể bên ngoài cũng như là khu vực xung quanh những lối lên trên. Còn khi khách mà coi trực tiếp thì mình hãy cứ liên hệ với em Huyền để mình coi trực tiếp với căn biệt thự này, không gian lối đi lên trên các tầng. Ở không gian bên dưới của mình cũng có 3 căn phòng ha, và khu vực thang máy này. Những căn phòng này mình cũng đang có các bạn ở trong nên là đã đi học hết rồi, nên là mình tiếp tục theo mình lên trên nhé. Gian tầng đầu tiên mình cũng có 3 căn phòng, những căn phòng mà cũng rất là giống những căn phòng mà em Huyền đang vẫn hay giới thiệu với cả nhà trong những căn biệt thự. Không gian tiếp theo với em nào. Không gian tầng số 2 mình cũng có 2 căn phòng, 3 căn phòng, khu vực thang máy. Vâng, phải nói là một căn biệt thự này rẻ nhất khu vực biệt thự VIP Đặng Thùy Trâm này, nên là khách hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em Huyền nhé. Và trên tầng trên cùng mình, tầng áp mái, mình có thêm một căn phòng ha. Vâng, một căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng, rẻ nhất khu vực rồi, nên em đã giới thiệu cho cả nhà. Hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại.